Chào mừng bạn đến với kênh Internet Science Channel. Video hôm nay sẽ giải thích tại sao ớt lại có vị cay. Ớt cay là một loại thực phẩm phổ biến được sử dụng trong nhiều món ăn trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng thức vị cay của ớt. Vậy tại sao ớt lại cay? Vị cay của ớt là do một hợp chất hóa học có tên là capsaicin. Capsaicin là một chất gây tê, có nghĩa là nó có thể làm tê liệt các thụ thể cảm giác ở lưỡi và vòm miệng. Khi bạn ăn ớt, Capsaicin sai sinh sẽ kích thích các thụ thể này, gây ra cảm giác nóng và rát. Độ cay của ớt được đo bằng thang Scavin. Thang Scavin là một thang đo dựa trên độ nhạy cảm của con người đối với cáp sai sinh. ớt không cay có thang Scavin là không, trong khi ớt cay nhất có thang Scavin là hơn 2 triệu. ớt cay có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cáp sai sinh có thể giúp giảm đau, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, các sai sinh còn có tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư. Tuy nhiên, ớt cay cũng có thể có một số tác dụng phụ, chẳng hạn như đau bụng, đau dạ dày, tiêu chảy và buồn nôn. Nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi ăn ớt, bạn nên ngừng ăn ớt và tham khảo ý kiến của bác sĩ. Cảm ơn bạn đã xem video ngắn tại sao ớt lại cay. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Chúc các bạn vui vẻ hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của kênh Internet Tinh Sai Channel.